Chiến thần hắc ám huỳnh nhân chương 241, cướp hôn. Sau khi huỳnh nhân rời đi, văn xảo như lẳng lặng ngồi trên giường một mình, bồn chồn không nguôi. Mặc dù huỳnh nhân nói rằng sẽ dùng phương pháp riêng đưa liễu cảnh nhiên đi, nhưng văn xảo như hoàn toàn không tin anh có thể làm được. Sở dĩ nhà họ văn có thể trụ vững ở Giang Châu không chỉ dựa vào sự giàu có nứt đố đổ vách, mà còn cả sức mạnh của gia tộc quyền thế. Thậm chí, lai lịch gia tộc vững chắc đã lôi kéo nhiều kẻ mạnh đến cậy nhớ, trong hoàn cảnh như thế việc liễu cảnh nhiên đi xa là điều gần như không thể đúng lúc bà còn đang bồn chồn một bóng người cao lớn đi tới hôn lễ sắp bắt đầu bà ở đây làm gì văn xảo như lập tức đứng lên sắc mặt đột nhiên trở lại trạng thái tự nhiên khẽ cười tôi hơi mệt trở về phòng nghỉ một chút audio điện tử võ tấn bền văn thành nam nhìn quanh phòng đặc biệt sau khi nhìn thấy khăn trải giường bên kia nhăn nhúm ông ta bỗng lạnh lùng hỏi có ai đã đến phòng của bà à? không có văn xảo như trở nên bối rối có phần tái nhợt vừa rồi bà lo lắng nên đã quên xóa những dấu vết này bốp văn thành nam lập tức tát văn xảo như thật mạnh trong mắt lóe lên tia hung tợn văn xảo như bỏ suy nghĩ riêng tư đi cho tôi bà đang nghĩ cái gì tôi đều biết cả cả đời này bà chỉ có thể là người của văn thành nam tôi hiểu chưa văn xảo như che mặt ngoan ngoãn gật đầu văn thành nam hài lòng gật đầu bỗng lấy ra một chiếc vòng ngọc tinh xảo bằng thép không gì đưa cho văn xảo như đi đưa chiếc vòng này cho con dâu chúng ta cái này là cái gì văn xảo như mở to mắt chưa đưa tay ra lấy cảnh nhiên đã gả đến nhà chúng ta một người ba vợ như tôi vẫn vẫn chưa tặng quà cho nó lấy vật này thay thế vậy văn thành nam ra lệnh đi mau Người văn xảo như run rẩy, vội vàng cầm lấy vòng tay, chạy đến phòng của Liễu Cảnh Nhiên. Vừa đi, vừa tỉ mỉ quan sát chiếc vòng. Toàn bộ được làm bằng kim loại, tay nghề tinh xảo, nhưng ai lại tặng một chiếc vòng tay kim loại chứ? Điều khiến văn xảo như khó hiểu nhất chính là chiếc vòng này lớn đến mức cổ tay đeo vào rất rộng, giống như đeo trên cánh tay hơn. Bán tín bán nghi, văn xảo như vén tay áo lên, đeo lên người mình rồi quay trở về sau khi đi khỏi phòng của văn xảo như huỳnh nhân không ra dự tiệc cưới ngoài trời mà đi tới phòng nghỉ của cô dâu gõ cửa phòng liễu cảnh nhiên mở cửa khi nhìn thấy huỳnh nhân trong bộ vest chỉnh tề trên mặt cô tràn đầy vui mừng mau vào đi cô ta kéo huỳnh nhân vào phòng và nhìn anh đầy mong đợi hỏi huỳnh nhân anh tới đây để đưa tôi đi sao huỳnh nhân lắc đầu sắc mặt liễu cảnh nhiên lập tức trở nên thất vọng không phải anh đã hứa với tôi là sẽ không để tôi kết hôn sao? Chẳng lẽ anh định gạt tôi? Vào lúc này, Huỳnh Nhân mới nhận ra gương mặt cô ta đã giản rụa nước mắt, hẳn là đã khóc lúc chỉ có một mình trong phòng. Thế là Huỳnh Nhân nói, tôi không gạt cô, tôi đã nói sẽ đưa cô đi thì nhất định đưa cô đi, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì khi nào? Anh mắt Huỳnh Nhân trở nên nghiêm túc, nói ra hai chữ. Lễ cưới. Ánh mắt liễu cảnh nhiên liền đờ đẫn, miệng nhỏ khẽ mở một lúc lâu sau cô ta mới tỉnh táo lại bất giác kinh ngạc thốt lên anh điên rồi sao anh muốn cướp hôn huỳnh nhân không trả lời anh chỉ gật đầu trái tim liễu cảnh nhiên lập tức đập thình thịch cảm thấy suy nghĩ này quá điên rồ nhưng anh đã kết hôn rồi mà huỳnh nhân cười hờ hững ai nói nếu kết hôn rồi thì không thể cướp hôn tôi chỉ không để cô rơi vào miệng cọp chứ không nói là chịu có trách nhiệm với cô Đôi mắt đầy hy vọng của Liễu Cảnh Nhiên nhạt dần, Huỳnh Nhân tiếp tục: "Hơn nữa, trong lễ cưới, vợ và con gái tôi cũng sẽ đến." Vẻ mặt của Liễu Cảnh Nhiên lại trở nên kinh ngạc lẫn một chút kỳ lạ. Vợ của Huỳnh Nhân? Cô ta chỉ biết Huỳnh Nhân đã có gia đình, nhưng không biết vợ của anh là ai, là thần thánh phương nào. Để tìm hiểu xem vợ anh là ai, nhà họ Liên đã không ngần ngại bảo cô ta dụ dỗ Huỳnh Nhân, kết quả lại bị tát một cái đau điếng. Bây giờ, người vợ bí ẩn của anh cuối cùng cũng lộ diện rồi ư vì lý do nào đó liễu cảnh nhiên đầy hồi hộp hôn lễ sắp bắt đầu đừng quá sợ hãi tôi sẽ đưa cô đi trước khi văn duy thần cầu hôn nhìn vào đôi mắt kiên quyết và nghiêm túc của huỳnh nhân tâm trạng vốn dĩ gần như tuyệt vọng của liễu cảnh nhiên dần trở nên ổn định hơn được huỳnh nhân rời đi liễu cảnh nhiên ở một mình trong phòng bắt đầu trang điểm lại phụ nữ là kiểu người tự làm hài lòng mình Lát nữa thôi sẽ có người đến cướp hôn, cô ta nhất định phải đón nhận bằng tâm thế tốt nhất. Từng giây từng phút trôi qua, thời gian đã nhanh điểm 6 giờ 08 phút tối. Còn cách hôn lễ của Liễu Cảnh Nhiên và Văn Duy Thần 10 phút. Ở nơi tổ chức đã phát một loạt ca khúc tân hôn nhẹ nhàng, thảm đỏ cao quý kéo dài từ phía nam khách sạn đến phía bắc khách sạn, xa hoa vô cùng. Ở bốn góc của hôn lễ còn có nhiều máy quay được xếp đặt để tiến hành quay phim hôn lễ trọng đại của nhà họ Văn, thu hút sự chú ý của toàn thành phố sẽ được truyền hình trực tiếp. Sau một số bài phát biểu hào phóng, người chủ trì tuyên bố bắt đầu lễ cưới và mời cô dâu chú rể bước vào. Bốp bốp, lập tức có loạt tiếng vỗ tay như sấm, người tán thưởng nhiệt liệt nhất chính là nhà họ Chu. Liên Thúy Na, Liên Truyền Quốc, Liên Hồng Vân đều vỗ đến muốn nát tay. Bởi vì đây là cột mốc lịch sử của nhà họ Chu, kết thông ra với nhà họ Văn ở Giang Thành, thì nhà họ liên cũng sẽ một bước lên trời. ầm ầm ầm, pháo mừng đồng loạt bắn ra, đèn của cả lễ đường đã tắt. trong khoảnh khắc tiếp theo, một chùm ánh đèn trói lọi chiếu về một hướng. nơi ánh đèn hội tụ, văn duy thần mặc vest chú rể, dáng đứng thẳng tắp, khí chất ngời ngời, rất có mùi vị của một thiên tử. và cô dâu liễu cảnh nhiên cuối cùng cũng xuất hiện ở đầu cầu bên kia trong chiếc váy cưới màu trắng tinh, đeo găng tay dài bằng ren màu trắng kiểu quý tộc, với vẻ mặt điềm tĩnh hai người chậm rãi đi về phía nhau huỳnh nhân nhìn thời gian nheo mắt sắp đến giờ rồi văn duy thần đến bên liễu cảnh nhiên quỳ một chân xuống lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nhìn cô một cách trìu mến cảnh nhiên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã nghĩ em là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này em có đôi môi yêu kiểu nhất từ đó về sau anh biết rằng em chính là nửa kia mà anh tìm kiếm nói xong anh ta lại nhìn về phía hàng ghế khách hạnh phúc của chúng tôi không thể thiếu lời chúc phúc của mọi người tôi hy vọng rằng mỗi vị khách có mặt đều có thể chân thật chúc phúc cho chúng tôi bùm dưới sân khấu bùng lên loạt tiếng hoan hô nồng nhiệt mọi người đều đang vỗ tay tán thưởng chỉ có văn xảo như lại lo lắng nhìn tất cả vẫn trễ quá rồi bà ta khẽ lắc đầu có vẻ tiếc nuối hai người sẽ không hạnh phúc được đâu bất thình lình một giọng nói cực kỳ bất hòa vang lên giữa các vị khách Âm thanh không lớn nhưng ai cũng có thể nghe được. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của Liễu Cảnh Nhiên sáng lên, còn sắc mặt của Văn Duy Thần đã hoàn toàn trở nên u ám. Chương 242, tôi không quan tâm. Không chỉ Văn Duy Thần trên sân khấu, mà cả nhà họ Văn và nhà họ Liên ở gần sân khấu nhất cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nghe rõ mồn một, trên ghế khách mời có người thốt lên sáu chữ, hai người sẽ không hạnh phúc đại diện của các gia tộc ở Giang Thành và Minh Châu đều đồng loạt bật cười sau một lúc sửng sốt. Lại có kẻ dám cướp hôn trước công chúng, xem như nhà họ văn mất hết mặt mũi rồi. Sắc mặt văn thành nam ảm đạm đến mức có thể vắt ra nước, những người còn lại trong nhà họ văn cũng tràn đầy tức giận. Liên truyền quốc và liên thúy na trông có vẻ bối rối, không biết chuyện gì xảy ra cả. Si có liễu nham và văn xảo như vừa nghe tiếng nói, tinh thần phấn chấn lên, hôm nay là ngày vui của nhà họ văn tôi ai dám nói năng sằng bậy văn duy thần không nén được giận ánh mắt u ám nhìn lướt hết lễ đường trước ánh nhìn của vô số người huỳnh nhân chậm rãi đứng lên đi về phía sân khấu tất cả mọi người đều sốc bởi vì lúc trước huỳnh nhân chính là người đã xung đột với đồng ý hành và nhan thanh thi anh ta muốn đắc tội hết đám công tử à huỳnh nhân nhìn huỳnh nhân mặc một bộ vest thẳng tắp dáng người cao lớn đi về phía mình gương mặt Phan Duy Thần co giật kịch liệt, hung hăng chừng mắt nhìn anh. Là người nhà họ liên các người. Phan Thành Nam nhìn rõ kẻ đang đến, nét mặt già nua càng thêm ảm đạm, nhìn về phía nhà họ liên. Đột nhiên, những người nhà họ liên như rơi vào hầm băng. Liên túy na tái mặt đứng dậy, chỉ vào huỳnh nhân, kích động động gào lên. Tên rác rưởi, mày đang làm gì vậy hả? Điều bà ta lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, nhưng bà ta không ngờ là trước mặt rất nhiều gia tộc ở Giang Thành và Minh Châu, Huỳnh Nhân vẫn ngông cuồng đến vậy, lại dám cướp hôn trước công chúng. Thế nhưng, Huỳnh Nhân chẳng thèm nhìn bà ta một cái, thậm chí vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng. Khi sinh hạnh phúc cả đời của con gái, đến mức mặc cho đối phương là tên đàn ông bạo hành gia đình, chỉ vì để đổi lấy lợi ích của gia tộc, người như vậy không đáng làm mẹ. Liên truyền quốc, bảo người của nhà ông lui xuống ngay lập tức bằng không các người không cần tham dự hôn lễ này nữa văn thành nam giận dữ tột cùng gầm vào mặt liên truyền quốc những người nhà họ văn khác cũng xôn xao làm theo gia tộc nhỏ bước lên minh châu mà dám phá đám cưới nhà họ văn tôi đúng là không biết sống chết mau ngăn tên rác rưởi đó ngay không thì sẽ đuổi hết tất cả các người ra ngoài hủy bỏ hợp tác cùng nhau chèn ép ngay lập tức áp lực của liên truyền quốc đột một tăng lên trên trán lấm tấm mồ hôi nếu như huỳnh nhân cứ tiếp tục như vậy những ngày tháng thân thiết của nhà họ văn và nhà họ liên coi như kết thúc còn sẽ bị nhà họ văn toàn lực chèn ép liễu nham mau khuyên con trai ông đừng phá hỏng đám cưới của cảnh nhiên với cậu văn trong lòng liên truyền quốc đều đang dỉ máu biết huỳnh nhân nghe lời liễu nham nhất lập tức quay đầu nhìn ông ấy ba ngại quá con không khuyên được huỳnh nhân liễu nham cầm ly rượu trong tay và nhấp nháp một cách chậm rãi vốn chẳng để ý đến ông ấy hoàn toàn không đồng ý cuộc hôn nhân của Liễu Cảnh Nhiên và Văn Duy Thần, huỳnh nhân phá hỏng hôn lễ, ông còn mừng không kịp nữa kìa. Đồng thời, ông cũng biết huỳnh nhân luôn cho nhà họ Văn cơ hội, để nhà họ Văn mở ra thị trường Minh Châu, tất cả đều là bút tích của anh. Đáng tiếc, nhà họ Văn hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội, thậm chí còn đụng đến giới hạn của huỳnh nhân. Mà vào lúc này, huỳnh nhân cuối cùng cũng đi tới trước mặt Văn Duy Thần, nhưng không lên tiếng mà nhìn anh ta một cách điềm tĩnh lưu an theo sát phía sau cũng lạnh lùng nhìn anh ta chỉ cần huỳnh nhân ra lệnh cô ta sẽ chém xuống một đao cuối cùng liễu cảnh nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm cô ta biết rằng sau khi huỳnh nhân nói ra những lời đó cô đã bình an vô sự sắc mặt phan duy thần cực kỳ u ám nhìn huỳnh nhân và đột nhiên hít sâu một hơi huỳnh nhân anh gan thật đó dám phá đám cưới của tôi huỳnh nhân bình tĩnh thực ra chỉ cần anh chủ động hủy bỏ hôn ước với cảnh nhiên thì sẽ không có chuyện gì đâu văn duy thần bật cười ha hả hủy hôn ước tại sao phải hủy hôn ước thế thì mặt mũi gia tộc tôi để ở đâu chẳng lẽ ở trong mắt anh thể diện không quan trọng bằng tính mạng à ánh mắt huỳnh nhân trở nên lạnh lùng giọng nói đã lạnh đến cùng cực văn duy thần khẽ ngẩn người sau đó lại cười diếu xem ra anh đã biết gì rồi nhỉ hành vi tội ác của anh với tên già Văn Thành Nam kia, tôi rõ như nắm trong lòng bàn tay. Thấy Huỳnh Nhân dám gọi mình là tên già, thì sắc mặt Văn Thành Nam càng thêm âm u hơn. Vậy không giữ anh được nữa. Ánh mắt Văn Duy Thần bỗng trở nên hung tợn, không chỉ Huỳnh Nhân, mà cả Liễu Cảnh Nhiên cũng bị anh ta tính sổ. Vào thời điểm này, micro đã được tắt, vì vậy không có vị khách nào nghe được cuộc trò chuyện của họ. Liễu Cảnh Nhiên sửng sốt, trợn mắt không tin nổi anh muốn giết tôi. Tôi tiếp cận cô chỉ là muốn giúp gia tộc mở thị trường Minh Châu, hiện tại thị trường Minh Châu đã mở, cô đối với tôi là nói đã vô ích, lại xảy ra vụ tai tiếng làm tổn hại hình tượng nhà họ văn tôi. Cô cho rằng tôi còn giữ được cô sao? Văn Duy Thần hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang rồi nhìn Liễu Cảnh Nhiên với sát ý cuồn cuộn. Liễu Cảnh Nhiên liên tục lùi về sau, ánh mắt kinh hãi, không nói được lời nào. Lúc này Huỳnh Nhân đã kéo cô ta ra đằng sau, Động tác này liền gây náo động một trận. Cô dâu bị cướp rồi. Này, con dâu nhà họ Văn bị cướp trước mặt công chúng, sau này nhà họ Văn còn mặt mũi gì đứng ở Giang Thành? Kịch hay như vậy, không uổng chuyến này. Nghe gia tộc ở Giang Thành và Minh Châu chế nhạo, những người nhà họ Liên mặt như hóa cho tàn. Hết rồi, hết rồi. Nhìn Liễu Cảnh Nhiên đứng sau lưng Huỳnh Nhân, ánh mắt Văn Duy Thần càng thêm sát khí. Ở đâu cũng có vệ sĩ của nhà họ Văn cô nghĩ có thể trốn thoát sao? Hay là, cô muốn cùng chết với nó, là một đôi uyên ương khốn khổ? Mặc dù liễu cảnh nhiên sợ hãi cực độ nhưng vẫn hét lên với đôi mắt đỏ hoe, tôi thả chết chứ không lấy anh, một kẻ bạo hành gia đình. Trước đây thích anh là vì anh trẻ nhiều tiền, bây giờ, tôi chỉ muốn rời xa anh. Huỳnh Nhân cũng lắc đầu. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Thứ nhất, tôi sẽ không chết. Nếu như anh tiếp tục thách thức giới hạn của tôi, kẻ phải chết là anh. Thứ hai, tôi đã kết hôn rồi, tất cả những gì tôi phải làm là đưa cô ấy đi. Đó chính là mục đích của anh." Văn Duy Thần phì cười. "Cướp cô ta đi lại không chịu trách nhiệm, anh có biết vì hành vi ngu xuẩn của anh mà cô ta đã không thể gả được nữa không hả? Cuộc hôn nhân của phụ nữ giống như một chiếc xe hơi mới mua, cuộc hôn nhân thứ hai lại chẳng khác nào chiếc xe đã qua sử dụng. Anh đã hủy hoại cuộc đời của cô ta." Liễu Cảnh Nhiên sắc mặt tái nhợt, Nhìn Huỳnh Nhân, trong mắt đầy sự đấu tranh. Như Văn Duy Thần đã nói, cô ấy không thể kết hôn nữa. Anh sai rồi, không ai dám nói như vậy với cô ấy. Vẻ mặt Huỳnh Nhân thản nhiên. Văn Duy Thần im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói: Tôi không biết ai đã cho anh dũng khí làm việc này. Theo tôi được biết, nhân vật lớn đằng sau nhà họ Liễu chỉ quan tâm đến Liễu Cảnh Nhiên, hơn nữa, vợ anh không để ý à? Huỳnh Nhân cười khan đang định nói thì đột nhiên có tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất vang lên tiếng lanh lành. Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng và bình thản vang lên. Tôi không quan tâm. chương 243, công khai vợ chồng. Giọng nói không nặng nề nhưng lại rất lạnh lùng, tất cả mọi người đều vô thức quay đầu lại nhìn. Huỳnh nhân cũng sững sờ, anh quay đầu lại nhìn, sắc lạnh trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một nét dịu dàng hiếm thấy. Liễu cảnh nhiên ngây người ra, cô ta chưa bao giờ thấy Huỳnh Nhân có dáng vẻ như vậy. Đột nhiên, cô ta như nhớ ra điều gì đó, cả người run lên, cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy ở cổng lớn khách sạn, một băng sơn nữ vương, thân hình cao gầy, ôm một tiểu thiên sứ trắng đẹp như tượng khắc, đang đi vào dưới ánh mắt của bao người. Ba, nhìn thấy Huỳnh Nhân, tiểu như lập tức kích động kêu lên. Mặc dù tiểu như rất dễ thương, nhưng sự chú ý của mọi người vẫn hướng về người phụ nữ kia nhiều hơn. Mái tóc dài của cô ấy được vén lên cao, để lộ chiếc cổ thon trắng như tuyết, còn đeo một chiếc vòng cổ kim cương trông lóa mắt. Trên người là bộ váy mà Huỳnh Nhân mua cho cô lần trước, toàn cầu chỉ có 100 chiếc, hoàn toàn phù hợp với khí chất của cô. Khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt lại toát ra sự lạnh lùng thấu xương, hình thành luồng khí trường mạnh mẽ. Ở trong bầu không khí này, mọi người không khỏi lùi lại một bước, ánh mắt ngạc nhiên dò xét nhìn người phụ nữ đang đi về phía này liễu phi tuyết nhìn rõ người đang đi tới sắc mặt liễu cảnh nhiên thay đổi rất nhiều vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma vô cùng kinh ngạc đêm nay cô ta mới là cô dâu hơn nữa cũng đã trang điểm rất tinh tế nhưng so với liễu phi tuyết thì lại có phần hơi kém sắc một chút nữ chính của đêm nay chỉ có một người đó là liễu phi tuyết khi liễu cảnh nhiên hoàn hồn lại cô ta bất giác nhìn sang huỳnh nhân nói một cách khó hiểu chẳng lẽ cô ấy chính là Huỳnh Nhân không nói gì, chỉ gật đầu kèm theo nụ cười trên mặt. Sao có thể? Liễu cảnh nhiên không thốt nên lời, cô ta che miệng kinh ngạc, như thể mình đang nằm mơ. Ở dưới sân khấu, mấy người nhà họ liên cũng giống như nhìn thấy quỷ, nét mặt muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu. Vợ của tên giác rưởi đó là Liễu Phi Tuyết. Chuyện này, làm sao có thể? Liên túy na như hóa đá tại chỗ, sau đó, vẻ mặt gượng gạo, không muốn chấp nhận sự thật này. Theo bà ta thấy, cái tên rác rưởi đó làm sao xứng đáng với một người vừa có tài vừa có sắc như Liễu Phi Tuyết. Liên Truyền Quốc, Liên Hồng Vân, thậm chí Liễu Nham cũng nghi hoặc nhìn hai mẹ con Liễu Phi Tuyết đang đi về phía huỳnh nhân, ngay cả Liễu Nham cũng không biết bí mật này. Đó là nước mắt của thần vệ nữ. Đột nhiên, không biết là ai ở hiện trường kêu lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc nhẫn kim cương mà Liễu Phi Tuyết đang đeo trên ngón tay cô. Máu đỏ như máu giống như huyết lệ mà ông trời thương xót chảy xuống, thu hút mọi ánh mắt từ những người phụ nữ có mặt ở đây, nhất thời ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía Liễu Phi Tuyết. Đây là viên kim cương mà mọi phụ nữ đều mơ ước được sở hữu. Liễu Phi Tuyết đeo nó trên người, càng khiến cô trông giống như một nữ thần. Nhưng, Liễu Cảnh Nhiên và những người nhà họ liên dưới sân khấu đều không đặt tâm tư vào đó, bọn họ nhớ mang máng. Lúc đầu nước mắt thần vệ nữ được một người thần bí lấy giá hơn một tỷ mua được, sau này đã xuất hiện trong hôn lễ thế kỷ. Đám cưới được tổ chức trên con tàu sang trọng số một Minh Châu, cô dâu, chính là Liễu Phi Tuyết. Nghĩ đến đây, hơi thở của mấy người nhà họ liên đều trở nên gấp gáp, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên rác rưởi đó, chính là Phú Hào Thần Bí đã bỏ ra một tỷ để đấu giá được nước mắt thần vệ nữ đó sao? Tên rác rưởi đó chính là chú rể đã cầu hôn Liễu Phi Tuyết trên con tàu số một Minh Châu. Tên rác rưởi đó, chính là nhân vật lớn có thể khiến Tổng tư lệnh quân khu Minh Châu Lý Thiết điều động tam quân hải, bộ và trên không cùng nhau ăn mừng. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác hiện lên trong đầu của đám người Liên Thúy Na, Liên Hồng Vân, khiến họ tái mặt, toàn thân run rẩy thậm chí còn không có đủ sức lực để đứng vững. Trong lòng giống như có một bàn tay lớn vô hình đang hung hăng bóp chặt lấy tim họ, khiến họ không thể nào thở nổi. Sốc, hoảng loạn, sợ hãi, mọi cảm xúc cứ sinh ra như cỏ dại mấy người đáng thương, đến bây giờ vẫn không nghĩ rằng huỳnh nhân chính là long chủ lúc đó được vạn người sùng bái, mà là do lý thiết kêu tới. Thế nhưng, việc này đã khiến bọn họ vô cùng sửng sốt. Chẳng trách, tên rác rưởi đó lại dám tự đứng ra giành được thầu giúp nhà họ liễu, sắc mặt liên thúy na tối sầm lại, có vẻ rất giận dữ. Bởi vì liễu phi tuyết chính là vợ cậu ta. Còn có 10 công ty lớn, tổng tiền tài trợ với cái giá trên trời là 880 tỷ, Liên Hồng Vân cũng hậm hực nói thêm. Cũng do Liễu Phi Tuyết giúp cậu ta giành được. Các người quên là công ty áo tân bị đập phá, dự án buộc phải dừng lại, 10 vạn công nhân chạy đến Minh Châu rồi sao? Liên truyền quốc tức giận trừng mắt, tức đến mức cả người run rẩy. Đó chắc chắn cũng là do người phụ nữ Liễu Phi Tuyết đứng phía sau giúp cậu ta. Sự việc ngày 16 tháng 3. Hỗn loạn ở công ty Long Đằng. Còn nhà họ liên suýt chút bị tán ra bại sản ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Mọi người lần lượt hồi tưởng, nhớ lại những chuyện trước kia, ai nấy cũng nghiến răng ken két. Tên rác rưởi này vẫn luôn chơi đùa với chúng ta như mấy con khỉ trong sở thú. Chẳng khác nào động vật. Bọn họ đều tưởng rằng mọi chuyện đều do Liễu Phi Tuyết làm, ai cũng bị huỳnh nhân quay vòng vòng. Lần này đúng là náo nhiệt, Tổng Giám Đốc Liễu xuất hiện ngay lúc này, có thể giúp Minh Châu chúng ta nở mày nở mặt. Ở một chỗ khác trong bữa tiệc, nhan thanh thi cầm quạt trong tay cười phá lên thế nhưng ánh mắt của đồng ý hành lại tối sầm lại tính đủ mọi cách muốn liễu phi tuyết chết thẩm thanh vân vẫn không thay đổi sắc mặt đứng bên ngoài xem kịch thiều nghiêm nhìn thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt không khỏi xúc động thốt lên chị họ đúng là đoán chuyện như thần e là chị ấy sớm đã biết được liễu phi tuyết sẽ đến cho nên mới tránh gặp mặt cô ta Mặc dù Thiều Gia Nguyệt và Liễu Phi Tuyết hiện là đối tác trong dự án xây dựng đô thị, nhưng trong dịp hôm nay, nếu Thiều Gia Nguyệt đến, thì mối quan hệ với Liễu Phi Tuyết chính là vợ cũ và vợ hiện tại. Văn Duy Thần đã sớm biết mối quan hệ vợ chồng giữa Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Nhân, nhưng lần này gặp lại, sắc mặt cũng không khỏi xấu đi. Dẫu sao, trước đây lúc anh ta vẫn còn là chủ nhân của tòa nhà, cũng từng thích Liễu Phi Tuyết. Văn Thành Nam cũng biết ít nhiều về Liễu Phi Tuyết, con trai ông ta từng phát triển ở Minh Châu, nên cũng nhận ra người phụ nữ này, còn chi rất nhiều tiền mua tòa nhà quốc tế, chỉ để được ở gần cô hơn. Không ngờ, Liễu Phi Tuyết chẳng thèm nhìn con trai ông ta lấy một lần. "Phi Tuyết, lập nghiệp không dễ, khó khăn lắm em mới phát triển công ty lớn như vậy, vì một tên rác rưởi mà trơ mắt nhìn tâm huyết của em bị hủy hoại trong phút chốc sao?" Văn Duy thần hít một hơi thật sâu, nhìn Liễu Phi Tuyết và nói: "Theo anh ta thấy, mọi thứ huỳnh nhân có đều do liễu phi tuyết cho tập đoàn lệ tinh tuy rất mạnh nhưng so với tài sản của nhà họ văn thì vẫn là một hạt cát trong sa mạc suy cho cùng bây giờ nhà họ văn đã mở rộng sang thị trường minh châu ngồi trên hai thị trường lớn là giang thành và minh châu thực lực không thể xem thường được đại diện gia tộc của giang thành và minh châu cũng lần lượt lắc đầu nếu liễu phi tuyết cho rằng chỉ dựa vào một mình tập đoàn lệ tinh thì có thể cạnh tranh với nhà họ văn đó chính là một sai lầm to lớn thế nhưng Liễu Phi Tuyết không hề bị uy hiếp, lạnh lùng nói. Người đàn ông của tôi, không đến lượt anh quản giáo. Văn Duy Thần bực tức trong lòng, trong mắt lộ ra hung quang. Được, đã như thế, thì đừng trách tôi hạ thủ với tập đoàn lệ tinh của em, không có tập đoàn lệ tinh, em chẳng là gì cả. Trước đó, anh nên quan tâm nhà họ Văn của anh trước đi. Huỳnh Nhân đột nhiên nói. Văn Duy Thần tỏ vẻ khinh thường. Gã Phượng Hoàng chỉ biết dựa vào phụ nữ, có tư cách gì? Cậu chủ, không hay rồi. Mấy chữ sau còn chưa nói xong, quản gia của nhà họ Văn đã hoảng loạn xông vào hiện trường hôn lễ. Các công ty ban đầu hợp tác với nhà họ Văn đều đã thống nhất đồng loạt rút vốn, bây giờ tất cả dự án ở Minh Châu của nhà họ Văn đều bị ngưng, còn phải đối mặt với việc bồi thường hợp đồng. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Văn Duy Thần thay đổi rõ rệt, Văn Thành Nam càng tức giận đứng bật dậy. Không chỉ vậy, tất cả các công ty của nhà họ Văn ở Minh Châu đều bị đóng cửa và được lệnh mãi mãi không được tiến vào thị trường Minh Châu. Âm, um, tin tức trước còn có thể chấp nhận được, nhưng tin sau đó lại khiến Văn Duy Thần và Văn Thành Nam như bị sét đánh, cả người trao đảo như sắp ngã. chương 244, nhà họ Văn Diệt Phong, gia chủ. Văn Thành Nam nhếch nhác ngồi bệt xuống thảm cỏ, hai tay ôm ngực, hơi thở dồn dập. Sắc mặt đám con cháu nhà họ Văn đều thay đổi rõ rệt, cùng nhau hợp sức lại dìu Văn Thành Nam đang không chịu nổi đả kích. Văn xảo như sướng sờ, tai họa ập đến quá nhanh, bà ta nhất thời không phản ứng kịp. Giây tiếp theo, bà ta đột nhiên quay người lại, nhìn về phía huỳnh nhân trên sân khấu. Trước đây, bà ta đã đề nghị thuê người kết hôn thay liễu cảnh nhiên, ly miêu hoán chúa, nhưng lại bị huỳnh nhân gạt bỏ. Lúc đó bà ta vẫn nghi ngờ chỉ dựa vào một mình huỳnh nhân, làm sao có thể cứu được liễu cảnh nhiên. Bây giờ xem ra, anh không cần phải dối trên lừa dưới, bởi vì anh có đủ năng lực để hủy hoại cả nhà họ Văn. Rốt cuộc anh ta là ai? Không chỉ mấy người trong nhà họ Văn kinh hãi, mà tất cả thế lực có mặt ở đó đều run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ. Nhà họ Văn đột nhiên gặp phải trả thù, trùng hợp như thế sao? Mọi người ở đây đều là những chuyên gia về mưu mô, chắc chắn sẽ không ngây thơ mà cho rằng đó chỉ là một vụ tranh chấp kinh doanh đơn giản. Mà là trả thù nét mặt huỳnh nhân thờ ơ, ánh mắt nhìn người nhà họ văn giống như nhìn những xác chết. Bọn họ tưởng chỗ dựa của anh là liễu phi tuyết, nhưng không biết bản thân anh mới chính là chỗ dựa lớn nhất. Thiều nghiêm lại dâng trào nhiệt huyết, trong lòng càng cảm thấy may mắn vì lúc đầu anh ta đã đi theo huỳnh nhân. Năm năm trước, chị họ thiều gia nguyệt của anh ta từng nói một điều rất ngông cuồng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bây giờ xem ra, huỳnh nhân càng thích hợp với câu này, tất cả người thân, bạn bè và thuộc hạ của huỳnh nhân đều sống tốt, trong khi kẻ thù của huỳnh nhân thường chết rất thê thảm. Đừng hoảng loạn, xếp các công ty hợp tác đều ở ngay đây, đi hỏi cho rõ ràng. Văn Thành Nam cũng không vì chuyện này mà hoảng loạn, ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh. Văn Duy Thần kết hôn, nhà họ Văn cũng đã mời tất cả đối tác làm ăn trên thương trường, xếp của các công ty đã đạt được thỏa thuận trước đây cũng được mời đến văn thành nam và văn duy thần dẫn theo một đám người hừng hực khí thế đến trước mặt những ông chủ đó các vị đang ngồi ở đây đều đã từng uống rượu với văn thành nam tôi rồi gọi một tiếng anh em cũng không phải hoa nhà họ văn tôi có phải đã đắc tội chỗ nào với các vị rồi không văn thành nam lạnh lùng hỏi không có đắc tội mấy ông sếp đều lắc đầu đáp thế tại sao lại đột nhiên rút vốn hại nhà họ văn tôi rơi vào hiểm cảnh văn thành nam hét lên mấy ông sếp đều cười khẩy một tiếng không chút sợ hãi chuyện này phải hỏi bản thân ông văn rồi nghĩ xem có phải đã đắc tội với nhân vật lớn nào không thể đắc tội rồi không nhân vật lớn không thể đắc tội văn thành nam cùng văn duy thần nhìn nhau để mở rộng thị trường ở minh châu bọn họ đã hạ thấp phong thái của mình sao có thể đắc tội với người khác nếu thật sự phải nói chỉ có huỳnh nhân là người đã bị nhà họ liễu đuổi đi bây giờ còn có ý muốn cướp cô dâu nhưng mà cho dù huỳnh nhân đã cưới liễu phi tuyết chỉ dựa vào tập đoàn lệ tinh cũng không thể làm gì bọn họ mà. Đúng lúc này, Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân cùng với mấy thành viên của Thương hội Hồng ưng cũng đi qua đây. Tất cả thế lực ở Minh Châu đều nhìn chăm chú, ra vẻ trịnh trọng, chuyện gì mà khiến thành viên của Thương hội Hồng ưng đều đến đây hết cả vậy. Lão Văn, đám cưới của con trai ông, một ngày trọng đại như thế, tôi đến đây uống một ly rượu mừng, không để ý chứ. Mã Bách Điền rót cho mình một ly rượu, cười khẩy nói mã bách điền là ông văn thành nam dường như nhớ ra việc gì ánh mắt đột nhiên tối sầm chỉ vào mã bách điền quát lớn mã bách điền cười to ông nghĩ nhiều rồi tôi không có nhiều năng lực như vậy văn thành nam nhíu mày sâu hơn ông ta nói đúng mã bách điền mặc dù là người giàu có nhất minh châu nhưng vẫn chỉ là hội viên sơ cấp trong thương hội hồng ưng còn văn thành nam sắp được thăng lên làm hội viên trung cấp về địa vị mã bách điền không bằng ông ta vậy có thể là ai chứ ông ta tự lẩm bẩm vốn dĩ ông ta cho rằng nhân vật lớn bí ẩn đứng sau nhà họ lâm chính là mã bách điền bây giờ xem ra không phải vậy anh huỳnh cô liễu đúng lúc này là bố đến trước mặt huỳnh nhân và liễu phi tuyết chào hỏi một cách rất là cung kính văn thành nam thấy vậy lập tức thất kinh hồn vía tổng phụ trách của thương hội hồng ưng vậy mà lại đích thân đến đây đang định tới chào hỏi ông ta lại nhìn thấy Huỳnh Nhân xoa xoa đầu con gái, nói. Tiểu Như, chào ông La đi. Tôi năm nay mới 50. Mặt La bố đầy ngượng ngùng, vừa định giải thích thì Tiểu Như đã ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chào ông La. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ai? La bố chỉ đành đáp lại, nhưng nhìn vẻ ngoài ngây ngô dễ thương của Tiểu Như, trong lòng ông ta rất vui. Văn Thành Nam hoàn toàn sướng sờ, tổng phụ trách lại có quan hệ tốt với Huỳnh Nhân như thế, nên biết Ông ta cũng là thành viên của thương hội, La Bố lại chưa từng mỉm cười với ông ta. Nhất định là vì người phụ nữ Liễu Phi Tuyết đó. Văn Thành Nam thầm đoán trong lòng, ông ta biết được một số chuyện ẩn trong đó. Hội trưởng La rất ngưỡng mộ tài năng của Liễu Phi Tuyết, từng mời cô ra nhập thương hội hồng ưng, nhưng lại bị từ chối. Bất kể như thế nào, bây giờ chỉ có La Bố mới có thể cứu được nhà họ Văn. Hội trưởng La, Văn Thành Nam vội vàng đi tới trước mặt La Bố cung kính kêu lên. Có chuyện gì sao? Là bố rất thích tiểu như, khi ông ta đang chơi với cô bé thì bị văn thành nam quấy dày, vẻ mặt rất không vừa lòng. Hội trưởng la, Mã Bách Điền đã không tuân theo thỏa thuận của thương hội, nói một đằng làm một nẻo. Văn thành nam chỉ vào Mã Bách Điền, nghiến răng nói. Mã Bách Điền cũng chẳng phản bác, ông ta chỉ uống rượu một cách bình tĩnh, dáng vẻ giống như đang xem một vở kịch hay. Ồ, Tại sao ông không tuân theo thỏa thuận của thương hội, sao lại nói một đằng làm một nẻo?" Ánh mắt La Bố lãnh đạm, nhàn nhạt nói: "Ông ta không chỉ lôi kéo bè đảng, mà còn ngăn cản tôi mở rộng thị trường Minh Châu, còn lừa gạt tôi, rõ ràng đã ký hợp đồng, thậm chí dự án bắt đầu triển khai, nhưng ông ta lại rút vốn đầu tư giữa chừng." "Đó là ý của tôi, có vấn đề gì không?" La Bố lạnh lùng nói. "Cái gì?" Lời này vừa thốt ra, không chỉ Văn Thành Nam giật mình thoát tim, mà cả Văn Duy Thần và những người nhà họ Văn cũng sững sờ, cả tập thể như mất đi tiếng nói, chẳng thốt ra được một câu. Tôi đến là vì chuyện này. Là bố toát ra khí chất mạnh mẽ của một cấp trên, dừng lại một lúc, rồi lạnh lùng nói với Văn Thành Nam. Bây giờ tôi chính thức thông báo với ông, tôi sẽ chính thức tước tư cách thành viên của thương hội Hồng Ưng của ông, tịch thu tất cả sự hỗ trợ của thương hội đối với những công ty do nhà họ Văn đứng tên. Ầm. Um, thiên tai nhân họa, đến trong chớp mắt Văn Thành Nam trợn to hai mắt đờ đẫn nhìn la bố, Văn Duy Thần cũng run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng đến tột cùng. Một lúc lâu sau, Văn Thành Nam cố gượng cười nói với la bố. Hội trưởng la, ông đừng đùa nữa, 90% tài sản của nhà họ Văn là do thương hội hỗ trợ, nếu bị tước lại, giao cho tôi lo liệu sao? Ông nhìn tôi giống như đang nói đùa lắm sao? La bố diễu cợt nói tất cả những sản nghiệp do thương hội hỗ trợ đều giao cho Mã Bách Điền lo liệu, ông ta sẽ tiếp tục dùng thân phận của ông, thăng lên làm hội viên trung cấp. Những lời này hoàn toàn cắt đứt hy vọng cuối cùng của Văn Thành Nam, hai mắt Văn Duy Thần cũng đờ đẫn, có ảo giác như đang sắp cận kề cái chết. Chúc mừng ông Mã đã được thăng chức hội viên trung cấp. Ông Mã, tôi là Hạ Như Long, đến từ nhà họ Hạ ở Giang Thành. Tôi là Lục Bắc Hàm, người nhà họ Lục ở Giang Thành ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Các gia tộc ở Giang Thành lần lượt tiến lên, trên mặt nở nụ cười chúc mừng mã bách điền, thu hẹp khoảng cách. Không có ai nhìn người nhà họ văn lấy một cái, bởi vì bọn họ biết, nhà họ văn sắp xong đời rồi. chương 245, thịt nát xương tan. Con người thích đi đến vị trí cao hơn, nước thì hay chảy về nơi thấp. Không có gia tộc nào huy hoàng mãi mãi, thời kỳ huy hoàng cực thịnh qua đi, chính là sự suy bại tột cùng. Cho nên, mọi người đều không ngừng leo lên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gia tộc ngày càng phát triển bởi họ đều hiểu rõ đạo lý nhất tướng thành công vạn cốt khô một một khi thất bại thì chẳng còn gì cả một sự thành công của một vị tướng được đổi bằng ngàn vạn xương khô của binh lính mã bách điền được thừa hưởng mọi thứ từ nhà họ văn và có địa vị xã hội cao hơn nhất thời ông ta đã trở thành miếng bánh ngọt mà mọi người tranh nhau giành lấy văn thành nam đã mất tất cả bỗng chốc như già thêm mười mấy tuổi, không còn khí lực tràn trề, chỉ là một ông già cô độc như ngọn nến sắc tàn. Còn Văn Duy Thần thì vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau thảm họa nhà họ Văn sụp đổ, hôm nay là hôn lễ của anh ta, cứ tưởng đây là điểm khởi đầu cho sự thịnh vượng của nhà họ Văn. Nhưng không ngờ, nó lại trở thành dấu chấm hết cho lịch sử của nhà họ Văn. Đám người liên truyền quốc, liên túy na cũng thở dài nhìn Văn Thành Nam, trong lòng không cảm thấy đau đớn gì, mà là cảm giác nhẹ nhõm. Ít ra thì nhà họ Văn sụp đổ, sẽ không ai truy cứu trách nhiệm huỳnh nhân làm loạn hôn lễ, cướp cô dâu. Mã Bách Điền nhận danh thiếp của người đại diện nhà họ Hà và nhà họ Lục, nhưng ông ta không nhận danh thiếp của người đại diện nhà họ Mã, thậm chí còn ngó lơ, điều này khiến sắc mặt người đại diện nhà họ Mã rất khó coi. Tuy nhiên, tình hình bây giờ, người đó chỉ có thể cố nén cục tức này xuống, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, lập tức rời khỏi hiện trường. Trong mắt La Bố không có một tia thương hại ông ta cung kính nhìn huỳnh nhân cậu huỳnh kết quả như thế này cậu hài lòng chứ huỳnh nhân hờ hững gật đầu nhà họ văn không còn như trước nữa thu tay lại đi bọn họ có thể sống qua được ngày mai hay không thì phải xem số mạng của họ vâng ông chủ sau đó không còn việc gì của họ nữa là bố đưa mã bách điền thiên việt bân và các thành viên khác của thương hội hồng ưng nhanh chóng rời đi liễu cảnh nhiên sửng sốt không nói nên lời lúc đầu cô ta không hiểu Huỳnh Nhân nói gì, nhưng sau khi nhìn phản ứng của các gia tộc lớn ở Giang Thành, cô ta lập tức hiểu ra. Sau những lời chúc mừng, đại diện của thế lực Giang Thành đứng đầu là nhà họ Hạ và nhà họ Lục đều nhìn Văn Thành Nam bằng ánh mắt lãnh đạm. Gia chủ Văn, chúng ta có nên giải quyết rõ ràng thù mới nợ cũ trước đây hay không? Các người muốn làm gì? Văn Duy Thần cuối cùng cũng có phản ứng, nét mặt trở nên cực kỳ kinh hãi. Làm gì? Hừ hừ, Cậu chủ nhà họ Hạ, Hạ Như Long chế nhạo nói. Mấy năm trước, một người em họ xa của tôi bị tai nạn, hung thủ đến bây giờ vẫn tiêu dao tại ngoại, là do anh âm thầm sai khiến nhỉ. Còn có nhà họ Lục tôi nữa. Lục bác hàm của nhà họ Lục vẫn nở nụ cười lạnh, giọng nói lạnh lùng. Không ai ở Giang Thành không biết tính cách phong lưu của Lục bác hàm tôi, anh lại cướp đi hết mọi thứ tốt đẹp của tôi, không chỉ giam cầm người phụ nữ của tôi, mà còn giày vò khắp người đều là vết thương, cuối cùng bán cô ấy ra nước ngoài ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép dậu đổ bìm leo có nhà họ hạ và nhà họ lục làm dẫn đầu các thế lực lớn nhỏ ở giang thành đều tỏ ra bất bình nói hết mọi ân oán với nhà họ văn không có ân chỉ có oán bỗng chốc mọi người trong nhà họ văn đều trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người không chỉ có văn thành nam và văn duy thần tái mặt mà những con cháu trực hệ khác của nhà họ văn đều run rẩy hai chân chờ đã lúc này, truyền đến một tiếng quát lạnh lùng. Huỳnh nhân xài bước rời sân khấu, nhìn họ hạ, họ lục và các thế lực khác ở Giang Thành rồi lớn tiếng nói. Các người muốn động đao với nhà họ văn tôi không quản, nhưng oan có đầu nợ có chủ, các người phải tha cho những người vô tội. Hạ như Long và Lữ Bác Hàm nhìn nhau, muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt lãnh đạm của Huỳnh nhân, bọn họ vẫn đồng ý. Được, anh muốn tôi tha cho ai? Huỳnh Nhân chỉ vào văn xảo như nhà họ văn bà ấy. Được, bà có thể đi. Lữ bác hàm vẫy tay nói với văn xảo như. Văn xảo như hai mắt thẫn thờ, bà ta sững sờ đứng đó, mọi chuyện thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức bà ta còn không kịp phản ứng lại. Bà được tự do rồi, mau tránh đi. Huỳnh nhân nhìn văn xảo như bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó nhìn về phía liễu cảnh nhiên, nói. Cô nên cảm ơn bà ấy, bà ấy cũng đã âm thầm nhờ tôi giúp cô rời khỏi đây, vì thế không ngại dùng liêm mưu hoán chúa, chỉ có điều bị tôi từ chối rồi liễu cảnh nhiên cảm động cô ta nắm chặt tay văn xảo như cảm ơn nói cảm ơn bà văn xảo như hóa ra là ả tiện nhân bà nghe được lời nói của huỳnh nhân ánh mắt văn thành nam đột nhiên trở nên dữ tợn ông ta nhìn chằm chằm văn xảo như chả trách tôi phát hiện phòng bà từng có người đến lúc đó bà đang tính toán kế hoạch thả cô dâu đi phải không văn xảo như giật mình nhiều năm bị ngược đãi và bạo lực gia đình đã khiến bà ta rất sợ văn thành nam ánh mắt huỳnh nhân trở nên lạnh lẽo những thành viên còn lại của nhà họ văn muốn giết hay chém tùy ý các người đánh mạnh vào cho tôi không cần lưu tình xảy ra chuyện gì tôi sẽ tự gánh ánh mắt hạ như long lạnh lùng phất tay một cái rất nhiều vệ sĩ xông tới đánh tới tấp mấy người trong nhà họ văn lục bác hàm thậm chí còn tự mình động thủ túm tóc văn duy thần ấn xuống đất thủ đoạn vô cùng bạo lực đẫm máu. Đây đều là những tên xã hội đen hàng đầu Giang Thành, đương nhiên không bị pháp luật ràng buộc, chỉ cần không xảy ra án mạng, bọn họ muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, mọi người trong nhà họ Văn bị đánh bầm dập mặt mũi. Văn Thành Nam và Văn Duy Thần càng thê thảm hơn, mặt mũi đầy máu, thậm chí còn bị dụng mấy cái răng cửa. Văn xảo như không đành lòng, bà ta kéo áo của Huỳnh Nhân, cầu xin. Cậu Huỳnh, tôi biết lúc này yêu cầu như thế là quá đáng lắm nhưng tôi vẫn không đành lòng cầu xin cậu nó có kết cục như hôm nay là quả báo tội lỗi nó gây ra nhưng có thể tha cho nó một mảng không thương thay tấm lòng cha mẹ nhìn thấy nét mặt đau khổ của văn xảo như huỳnh nhân do dự một chút gật đầu nói được những gia tộc khác muốn xử lý anh ta thế nào tôi không quản được tôi giữ lại một mang cho anh ta là được rồi cảm ơn cậu huỳnh cảm ơn cậu huỳnh văn xảo như tràn đầy cảm kích liên tục cảm ơn huỳnh nhân nhưng tôi không thể đảm bảo anh ta sẽ trở thành như thế nào có thể bị đánh thành tàn phế cũng có thể biến thành người thực vật huỳnh nhân nghiêm nghị nói văn xảo như lắc đầu rơm rớm nước mắt nói chỉ cần có thể cứu nó một mạng tôi đã cảm thấy hài lòng rồi liễu cảnh nhiên ở một bên cũng cảm thấy dục dịch văn duy thần tuy xấu xa nhưng lại có một người mẹ yêu thương anh ta như vậy so sánh liên thúy na thì lại khác xa đánh khoảng 20 phút, họ lục, họ hạ và các gia tộc khác mới chịu dừng tay. Văn duy thần đã ngất đi, chân tay rã rời, nằm trên mặt đất bê bết máu. Văn xảo như lập tức bổ nhào lên người Văn duy thần, ôm trầm lấy anh ta mà lặng lẽ lau nước mắt. Lục bác hàm và hạ như long cũng lạnh lùng nói: chúng ta đi thôi. Nói xong, lập tức dẫn đám người kia rời đi. Mấy người khách cũng lần lượt rời đi, hiện trường dần dần thưa thớt, chỉ còn lại mấy người nhà họ Văn nhà họ Chu, Huỳnh Nhân, Liễu Phi Tuyết, Liễu Cảnh Nhiên. Chúng ta cũng trở về đi." Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân và nói. "Ừm." Um. Huỳnh Nhân khẽ gật đầu, sau đó nhìn lại Liễu Cảnh Nhiên. "Cô cũng về nhà đi." "Đứng lại cho tôi." Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Văn Thành Nam từ phía sau truyền đến. "Ai cũng có thể đi, chỉ có các người không được đi." Huỳnh Nhân nhìn lại, chỉ thấy Văn Thành Nam đầu tóc rối bù đứng ở đó vết máu bê bết đấm cả gương mặt dữ tợn của ông ta. Ba, con sợ. Tiểu Như núp phía sau Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân ôm Tiểu Như, vẻ mặt bình tĩnh. Nhà họ văn của ông đã xong đời rồi, ông lấy cái gì mà giữ chúng tôi lại? Lấy mạng cô ta. Văn Thành Nam đột nhiên chỉ vào liễu cảnh nhiên cười lên điên cuồng. Trên tay cô ấy có một chiếc lắc tay bằng bom đặc biệt, chỉ cần cô ta bước ra khỏi nhà họ văn một bước, hoặc là miễn cưỡng tháo nó ra, chiếc vòng sẽ phát nổ, khiến cô ta trở thành từng mảnh vụn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 245